Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ đã để lại không biết bao nhiêu sự ngỡ ngàng cũng như bàng hoàng đối với gia đình các nạn nhân. Nhìn dòng nước dữ nơi người thân mình gặp nạn, họ vẫn mòn mỏi chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi trong màn đêm tăm tối. Vào thời điểm 22 giờ ngày 9 tháng 9, tại hiện trường nơi xảy ra vụ sập cầu Phong Châu Phú Thọ, phía bên cầu Tam Nông, mặc dù đã tối muộn, nhưng gia đình nạn nhân Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005, trú tại Đắk Nông, vẫn đang túc trực tại quán nước ngay cạnh đầu cầu để đợi tin tức của con cháu mình. Khi này thì cả gia đình em Chi đã gần đông đủ, chỉ thiếu mỗi người mẹ hiện đang trên đường từ Tây Nguyên ra để tìm kiếm con. Bà Đinh Thị Mai trú tại Tân Sơn, Phú Thọ, dì ruột của cháu Chi cho biết bà đã đợi ở hiện trường lúc 11 giờ trưa cho đến tối muộn vẫn chưa tìm được cháu. Cháu bà mới về quê chơi được vài ba ngày, khi đang trên đường đi tới thành phố Việt Trì để hôm sau về Đà Nẵng học tập thì không may gặp tai nạn tại đây. Khoảng 10 giờ 30 sáng biết tin cầu Phong Châu sập, lòng bà như lửa đốt nên lập tức gọi điện hỏi cháu, thế nhưng đến giờ này vẫn không có hồi âm. Khi xem lại camera hành trình do công an cung cấp thì cháu bà đi trước chiếc xe tải chở nguyên vật liệu chắc chắn là đã bị ngã xuống cầu. Hiện mẹ của cháu cũng đang trên đường tới đây, gia đình rất sốc khi nhận được tin nhưng cả nhà cũng chỉ ngồi đợi, cũng gần như chẳng còn tia hy vọng nào nữa. Và cũng trong tâm trạng nặng trĩu, anh Hà Mạnh Ngọc, người nhà của nạn nhân chia sẻ. Chi đi cùng với một người bạn trên chiếc xe Vision màu đỏ mận. Anh đã xem đi xem lại camera hành trình và dù muốn phủ nhận nhưng anh biết chắc đó là em gái anh. Theo dữ liệu từ camera, khi này thì em đã đi gần hết cây cầu. Giá như đi nhanh chỉ khoảng 30 giây nữa thôi là có thể đi qua tới đầu cầu bên kia và đã không xảy ra sự cố. Nhưng sự thật không phải là giá như. Có mặt tại hiện trường sau đó, một người phụ nữ với sắc mặt thất thần gần như không bước nổi. Được biết đó là chị Đinh Thị Thịnh, mẹ của nạn nhân Chi, tới 19 giờ chị mới có chuyến bay để về nơi con gái mình gặp nạn. Chị không nói không rằng chị ngồi khóc, cả nhà ai cũng trực trào nước mắt, đi làm xa xứ đã được mười mấy năm, thế nhưng lần trở lại quê này lại là lần con gái mình mất tích. Có thể nói đau xót là tâm trạng của tất cả những người thân đang chờ đợi, xoáy nước chảy mạnh đang vô tình nhấn chìm thêm hy vọng của những người mẹ, người cha. Anh Nguyễn Văn Phương, bố của Chi liên tục châm thuốc, đóm thuốc cứ đỏ rồi lại tàn. Khuôn mặt càng trở nên trầm mặc khi trời càng về khuya, những tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không dứt. Anh chỉ buồn bã trả lời, không còn hy vọng gì nữa rồi. Dù bản thân anh nói vậy nhưng anh vẫn tiếp tục và không ngừng hy vọng chờ đợi. Dù có như thế nào, cả nhà cũng mong vào kỳ tích xảy ra. Anh Ngọc, người anh họ của Chi cho hay, anh chỉ mong có phép màu. Mặc dù đã tối muộn nhưng lực lượng chức năng vẫn túc trực với đầy đủ quân số và sẵn sàng với mọi trang thiết bị để cứu hộ cứu nạn ngay khi có thể. Điều này giúp gia đình nạn nhân được an ủi một phần và tâm lý được ổn định hơn trước cả một đêm dài thức trắng. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, chị Thịnh, mẹ của nạn nhân đã ổn định hơn. Tới khoảng 23 giờ 30 phút, chị cùng với người nhà đã cầm gói bánh cùng với vài nén hương đến khu vực gần đầu cầu để thắp. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn chị đứng phía sau rào chắn nơi dòng nước đã cướp mất người con gái của chị. Trời khi ấy cũng bắt đầu mưa nặng hạt, cơn mưa trắng xóa cả nền trời như muốn khóc thay cho lòng chị. Chị vừa khấn vừa hét lớn, con ơi, Chi ơi, hãy về với mẹ. Trời càng mưa tầm tã hơn, các cán bộ chiến sĩ chứng kiến khung cảnh đau lòng cũng trở nên rưng rưng xúc động theo. Thưa quý vị, sáng 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Thời điểm cầu sập có phương tiện lưu thông trên cầu. Cụ thể, theo thông tin từ người dân địa phương, khoảng 10 giờ hôm nay ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông bất ngờ bị sập một đoạn dài, nghi có người và phương tiện trên cầu rơi xuống sông Hồng. Theo ghi nhận thời điểm xảy ra sự việc, mực nước sông Hồng đang dâng cao và chảy xiết, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Một nhân chứng cho hay, khoảng 10 giờ sáng, anh có việc đi qua cầu Phong Châu. Lúc đến gần cầu, trước xe có khoảng 3 ô tô nữa. Lúc này cầu rung lắc và gãy đổ xuống sông. Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 1 phút cầu đã sập xuống và nước sông cuốn trôi đi. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức cứu nạn và phân luồng giao thông tại hiện trường. Đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở đã nắm được thông tin vụ việc sập mố cầu Phong Châu. Hiện các lãnh đạo của Sở cùng ngành chức năng đang có mặt tại hiện trường để xử lý. Phó Chủ tịch huyện Tam Nông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cầu Phong Châu có kết cấu thép và hiện đã bị sập hai nhịp trôi xuống lòng sông. Theo ông Hùng, có thể có người và phương tiện bị rơi xuống sông khi cầu sập, nên các lực lượng chức năng của địa phương đang tập trung tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Ông Trần Hoài Giang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, ông đang trên đường đến hiện trường.
Trước mắt ông đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người dân. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông Phú Thọ. Cầu được xây dựng với kết cấu dàn thép có chiều dài gần 380m. Công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Thưa quý vị, Quảng Ninh là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp và thiệt hại nặng nề về người và của từ cơn bão số 3 Yagi. Trưa mùng 7 tháng 9 vừa qua, trong cơn cuồng phong dữ dội, chiếc bè, nơi ở duy nhất của hai mẹ con bà Nguyễn Thị Ngoan đã bị gió thổi cuốn trôi ra biển. Khi thấy chiếc bè của gia đình băng băng ra biển, bà Ngoan khóc nấc, ngồi sụp xuống bờ kè ở ven bờ biển huyện đảo Vân Đồn, gào khóc trong vô vọng. Hòa ơi, quay lại đi, mất sạch rồi, trắng tay rồi. Trên bè còn con trai bà là anh Đinh Văn Hòa, 39 tuổi, đang cố thủ để giữ của. Bà Ngoan, 63 tuổi, là một trong số hàng trăm ngư dân bám biển mưu sinh ở bãi khu Nam Cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trước khi bão Yagi đổ bộ, bà cùng nhiều hộ dân khác, theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương, ngừng ra khơi, neo đậu tàu bè vào nơi an toàn. Chiều ngày 6 tháng 9, trời nắng gắt, hai mẹ con bà Ngoan dưới sự giúp sức của ngư dân láng giềng đã neo đậu thành công chiếc bè cách bờ biển chừng 100m. Được cảnh báo cơn bão sẽ rất mạnh nên bà dùng nhiều dây thừng, mỏ neo để gia cố xung quanh bè. Xong xuôi mọi việc, bà rời lên ngủ một mình ở chiếc thuyền nhỏ của gia đình đậu sát bờ. Con trai bà là Minh Hòa ở lại để trông bè. 10 giờ sáng ngày 7 tháng 9, bà Ngoan nhìn trời, thấy các trận gió đông bắt đầu nổi lên, ngày một lớn kèm các cơn mưa xối xả. Đứng sát trong mái hiên nhà dân trên bờ, song gió nát nước liên tục khiến mặt bà sát đỏ mặt. Sóng cuồn cuộn thành từng đợt cách nhau chưa đầy một phút, cao chừng 5 mét ập vào bờ. Bốc máy gọi con trai, song mất liên lạc, bà Ngoan như ngồi trên đống lửa. Bà đứng gần như bất động trên bờ, không một phút rời mắt khỏi chiếc bè ngoài xa. Đúng 2 tiếng sau, gió nổi lên dữ dội. Một số người còn dùng điện thoại quay cảnh sóng cuồn cuộn ào ào đổ về. Tấm tôn, biển quảng cáo bay tứ tung ngay trước mắt bà. Hàng cây ven biển thay nhau bật gốc, xé rách cành gãy gập. Bà Ngoan hét lớn khi thấy bè bị gió cuốn trôi. Bè trôi mất rồi, thằng Hòa vẫn trên đó. Lúc này đã đứng cách xa vài trăm mét nhưng bà vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng con trai mặc áo phao đang hì hục bê đồ bên trong bè. Vài phút sau, bè bị đẩy đi ngày một xa khỏi tầm mắt bà Ngoan. Chân tay run lập cập, bà Ngoan phải nhờ người đứng cạnh bấm giúp điện thoại gọi con trai thêm lần nữa, nhưng sóng điện thoại đã không có. Gần 40 năm làm nghề chèo thuyền và khai thác thủy sản thuê trên biển, chưa lần nào bà chứng kiến trận sóng dữ dội như vậy. Tiếng khóc, tiếng người gọi nhau, tiếng gió bão rít từng cơn, cùng tiếng mưa xối xả khiến bà ám ảnh. Hai mẹ con bà không có nhà cửa trên đất liền, duy nhất có chiếc bè dài 6m, rộng 6m làm nơi sinh sống. Vẫn nghĩ sẽ sớm trời yên biển đẹp, nên mọi đồ đạc, tiền bạc, tư trang, giấy tờ cá nhân bà đều để lại hết ở trên bè. Bà Ngoan cho biết, đêm mùng 7 tháng 9 và nhiều đêm sau nữa, tôi chẳng biết sẽ ở đâu. Mong mỏi duy nhất lúc này của tôi chỉ là bão sớm qua để còn ra biển tìm con. Cùng lúc bè nhà bà Ngoan trôi xa, ông Nguyễn Ngọc Vinh, 57 tuổi, đã biết số phận của con tàu đậu ngay kế bên của gia đình mình rất mong manh. Đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, tàu của ông Vinh bị gió thổi bật neo, cuốn trôi ra xa cùng sóng biển. Con tàu là cần câu cơm duy nhất của gia đình ông Vinh, có nhiều đồ như tivi, tủ lạnh, quần áo, bếp. Tổng giá trị cả tàu và tài sản chừng 150 triệu đồng. Nhưng ông tự trấn an, con người là còn của, hy vọng tàu kẹt ở đâu đó chứ không bị nhấn chìm. Khi đó, ông sẽ có cơ hội vớt vát lại tài sản để tiếp tục mưu sinh. Ngồi lặng lẽ cùng hàng chục người dân khác, ông Nguyễn Văn Tám, 57 tuổi, cũng đang nhìn chân chân vào chiếc bè của gia đình bị tàu khác va đập, nát bốn phía. Dù tạm mất chỗ ăn ở, ông Tám thấy may mắn hơn những người khác khi bè chưa bị cuốn trôi. Sống bám cảng Cái Rồng hơn 30 năm, ông Tám đánh giá đây là một trong hai trận bão lớn sau trận bão năm 2013. Song, cảnh báo đổ bộ sáng nay dài hơn, khủng khiếp hơn, gió đông rất mạnh, kéo dài liên tục trong gần 7 tiếng, làm tan hoang tàu bè. Thiệt hại về tài sản cũng lớn hơn khi nhiều bè, thuyền bị cuốn trôi, nhiều bãi ngao trị giá vài tỷ đồng bị mất trắng. Cảng Cái Rồng gồm hai khu vực tách biệt dành cho tàu cá và tàu du lịch. Ngày thường nơi đây nhộn nhịp người qua lại tàu thuyền. Toàn thị trấn Cái Rồng có 74 bè cá trên biển, trong đó bè xa nhất cách bờ vài km. Nhiều ngày trước khi bão đổ bộ, chính quyền địa phương liên tục vận động bà con chằng chống lồng bè và chòi canh.
Ngư dân cũng được yêu cầu lên hết bờ để đảm bảo an toàn tính mạng. Từ rạng sáng mùng 7 tháng 9, toàn tỉnh Quảng Ninh chìm trong gió bão, các cơn gió giật rất mạnh kèm theo mưa xối xả. Nhiều cột thu phát sóng điện thoại không thể hoạt động, khiến sóng di động 4G bị ngưng trệ, người dân không thể liên lạc. Nhiều đường dây truyền tải điện 500 kV và 220 kV ở Quảng Ninh gặp sự cố và một số đường dây truyền tải điện được chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Khắp các ngã đường ở thị trấn Cái Rồng, xã Hạ Long và nhiều khu vực khác của huyện đảo Vân Đồn tan hoang. Phần lớn các cây ven đường bị gió quật bật tung gốc, đổ chắn ngang đường hoặc gãy tòa cành. Nhiều biển quảng cáo, cột đèn, biển báo giao thông gãy gập, mái tôn bị gió thổi bay văng xa hàng trăm mét. Bão số 3 Yagi đã đi qua, nhiều nơi tại Quảng Ninh vẫn mất điện trên diện rộng. Hiện công tác khắc phục đang được các lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương. Từ đêm mùng 7 đến sáng mùng 8 tháng 9, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh có mưa rất to. Nhiều tuyến đường tại thành phố này vẫn ngổn ngang sau khi bão càn quét. Đến sáng mùng 8 tháng 9, thành phố Hạ Long và nhiều nơi tại Quảng Ninh vẫn mất điện. Tính đến đêm mùng 7 tháng 9, tất cả các trạm biến áp 500 kV và 220 kV khu vực Quảng Ninh đều bị sự cố, như trạm bảo an 500 kV Quảng Ninh, các trạm biến áp 220 kV Hoành Bồ, vật cách trạm bảo an 220 kV Hải Dương 2, Tràng Bạch thuộc khu vực tỉnh Quảng Ninh làm mất điện toàn trạm. Các đường dây 500 kV từ phố nối đi nhiệt điện Thăng Long, từ Quảng Ninh đi trạm 500 kV Hiệp Hòa, rồi từ Quảng Ninh đi nhà máy nhiệt điện Mông Dương đều bị sự cố. Ngoài ra, một loạt các đường dây 220 kV như là đường dây Quảng Ninh, Cẩm Phả, Hải Hà, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Sơn Động bị ảnh hưởng. Trước đó, theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến 21 giờ ngày 7 tháng 9, do ảnh hưởng bởi gió bão lớn, nhiều đường dây và trạm biến áp phân phối bị sự cố hoặc phải cắt điện chủ động để đảm bảo an toàn cho khách hàng. EVN cho biết, các đường dây bị sự cố do ảnh hưởng bão sẽ được các đơn vị điện lực tập trung xử lý, khẩn trương khôi phục cấp điện ngay sau khi bão tan. Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, địa phương chưa thể có con số chính xác về thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tuy nhiên, với các chỉ đạo từ những ngày trước khi bão vào, cùng phương án 4 tại chỗ, các địa phương trong tỉnh đang gấp rút khắc phục thiệt hại, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai tiếp theo. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Quảng Ninh có 3 người thiệt mạng, 157 người bị thương. Số người mất liên lạc thì chưa có con số cụ thể. Về tài sản, ngoài số lượng rất lớn nhà tốc mái, thì ngoài biển có 6 phương tiện vận tải thủy, 1 tàu du lịch, 18 tàu cá các loại bị chìm trôi giạt, trên 1.000 ô lồng bè nuôi hầu bị phá hủy. Báo cáo với Thủ tướng trong cuộc họp trực tuyến sáng 8 tháng 9, Chủ tịch Quảng Ninh Cao Tường Huy đánh giá bão số 3 là một thảm họa với tỉnh, vậy nên ngoài nỗ lực tự thân, tỉnh cũng mong muốn chính phủ có hỗ trợ. Cấp bách nhất là điều máy bay trực thăng giúp tỉnh tìm kiếm các tàu thuyền, người trôi giạt trên biển để hạn chế thấp nhất hậu quả về người. Việc này nên giao cho Hải quân vùng 1 chủ trì. Theo thông tin từ các địa phương trong tỉnh, tại Vân Đồn, đến 8 giờ 50 phút, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 6 người mất tích. Những người này là công nhân trông coi các bè nuôi trồng thủy sản. Tại Đông Triều, thống kê sơ bộ đến sáng 8 tháng 9, toàn huyện có 3.885 nhà tốc mái, 208 hecta hoa màu, 183 hecta lúa bị hư hại, rất nhiều cây xanh bị ngã đổ, nhưng thông tin tích cực là không có thiệt hại về người. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 8 đến 9 tháng 9, hoàn lưu sau bão số 3 sẽ gây mưa lớn cho cả khu vực các đồng bằng, trung du và vùng núi phía Bắc, với lượng mưa trung bình 24 giờ có thể lên tới 100-150mm, có nơi có thể trên 200mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ trên các sông suối và lũ quét sạt lở đất tại một số địa phương, trong đó đặc biệt cần lưu ý các sông nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, lũ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.